Hello, chào các bạn trở lại với kênh Thầy Hồ Epoly. Các bạn thân mến, kể từ clip này chúng ta bắt đầu là tìm hiểu về session iframe jQuery để chúng ta bắt đầu thực hiện hai module có liên quan, đó là module về bình luận và module về giỏ hàng. Thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về một số khái niệm về thí dụ như là session là gì, iframe là gì và mảng là gì. Thì ba cái khái niệm này nó sẽ liên quan tới cái việc là mình sẽ làm sắp tới là phần comment ha, phần bình luận. Tức là mình phải đăng nhập vào tài khoản mới cho phép bình luận vào một cái sản phẩm nào đó hay là một cái tin tức nào đó. Thì cụ thể trên cái dự án mẫu của mình là các bạn theo dõi nè, ở trang chi tiết sản phẩm thì phần trên là phần chi tiết sản phẩm, phần kế một bên là phần bình luận. Thì cái bình luận này á, phải đăng nhập thì mới bình luận được ha. Thì nó liên quan tới khái niệm là session. Rồi cái phần load nội dung bình luận á, nếu mà mình load theo cái dạng mà load lại trang nó mất thời gian, mình chỉ cần load lại nội dung bình luận thôi, thì ở đây nó có liên quan tới khái niệm là iframe hoặc là jQuery. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cả hai cái cách làm này luôn ha. Thì các bạn nào hợp nhãn với cách nào thì mình phải làm theo cách đó, miễn sao ra kết quả show nên nó giống như thế này là ok ha. Rồi ok, các bạn mời các bạn tham khảo cái phần khái niệm về session là gì và iframe là gì và jQuery là gì trong clip này. Rồi, mời các bạn theo dõi ha. Thì mình muốn tìm hiểu khái niệm thì mình phải thực hành, mình phải làm demo thì mình mới hiểu được khái niệm đó là gì. Thì trước tiên là chúng ta mở studio lên, rồi chúng ta mở cái W3School lên ha. W3School. Thì các bạn sợ cho tôi cái khái niệm là session ha. Session là gì? Ở trên đây cái gì cũng có các bạn, cái trang này nè, W3School nè, cái gì cũng có hết. Các bạn chỉ biết một chút xíu tiếng Anh thôi là được rồi. Rồi, BB session ha. Các bạn lấy vô đây. Rồi, ở đây nó nói nè, cái session là cái cách mà lưu trữ cái thông tin bằng những cái giá trị ha, mà người thử sử dụng ở các trang khác nhau có thể hiểu với nhau. Đó, nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ như mình ở trang này nè, mình đăng nhập, mình lưu thông tin người dùng, hoặc là mình ở trang này nè, mình lưu lại những cái thông tin của một cái giỏ hàng nào đó ha, mà mình ở trang khác mình lấy thông tin đó mình show lên. Nó đơn giản như vậy đó các bạn, tức là nó là một cái bộ nhớ tại cái trình duyệt của mình ha, và khi trình duyệt của mình đóng thì session nó hết. Rồi, mình có những cái hàm, những cái khái niệm liên quan tới session như thế nào thì mời các bạn theo dõi một vài demo nho nhỏ như sau thì các bạn sẽ hiểu ngay. Rồi ha, tôi sẽ làm một cái ví dụ. Tôi nêu một cái file mới. Ví dụ tôi một cái file 1 đi, 1.bb đi. Thì cái file này tôi sẽ khởi tạo một cái session gì đó ha, khởi tạo một session gì đó. Session thì nó có thể lưu biến, thì biến nó có thể là biến đơn hay là biến mảng. Thì trong lúc làm demo này thì chúng ta ôm lại cái phần biến mảng luôn ha. Thì ví dụ như là session bsb, nghĩa là nó phải là code bsb ha. Rồi, để khởi tạo một session, tức là khi mình muốn gán một cái giá trị gì đó lên session, các bạn hiểu nôm na như thế là ok. Thì các bạn phải có một cái từ khóa là session, hoặc là các bạn muốn sử dụng một số biến nào đó của session thì các bạn phải có cái session star đó, session star, ok ha. Thì cái này mình đã khởi tạo một session rồi nè đó. Rồi bây giờ mình muốn lưu trữ, muốn khởi tạo cái gì đó cho một cái biến session nào đó thì mình phải sử dụng đối tượng là $ship-session. Ví dụ tôi muốn khởi tạo một cái biến tên là cạc đó, thí dụ như vậy, my cạc tức là giỏ hàng ha, hoặc là my info hay là user, tùy theo các bạn đặt tên ha. Thì một biến trên session nó được biểu diễn như thế này các bạn đó, và nó có giá trị gì thì các bạn cho thoải mái nè, biến tự biến đơn hay là một cái mảng đều được hết các bạn ha. Rồi ví dụ tôi cho nó là một cái array, tôi để đó đi, và này là array trống. Bây giờ nè, trong lúc mình làm việc á, thì cái biến mình có một cái biến mảng gì đó ha, mình lưu thành một biến cụ thể xong rồi sau mình mới gán trở lại với cái session mai cạc này. Nghĩa là bây giờ khi mà nếu mà các bạn lít vô một cái đơn hàng nào đó, lít vô một cái sản phẩm nào đó mà đặt hàng, tức là có phải là mình lấy cái thông tin của một sản phẩm nào đó mình đưa vô giỏ hàng không, hình dung không? Thì cái phần lưu giỏ hàng này nó phải là một cái mảng hai chiều. Nghĩa là sao các bạn? Nghĩa là ví dụ tôi có một cái một cái sản phẩm thứ nhất ha, tôi có một sản phẩm nhất bằng, thì tôi muốn lưu giá trị, tôi muốn lưu giá trị thông tin của một sản phẩm thì tôi lưu gì các bạn? Có phải là tôi lưu cái ID không? Thì ID ví dụ tôi cho giá trị là 1 đó. Thì biểu diễn mảng trong PHP nó phải là ngoặc vuông như thế này mà, và mỗi phần tử như thế này nó cách một cái dấu phẩy ha, và vị trí mảng thì đây là vị trí số 0 chứ không phải về là số 1 ha. Rồi có phải là tôi sẽ lưu tên sản phẩm không? Ví dụ tôi lưu là sản phẩm 1, các bạn hình dung không? À, rồi
tôi lưu là đơn giá các bạn, tôi đơn giá là 1.000 ví dụ như vậy, và tôi lưu cái gì nữa các bạn, tôi lưu là số lượng người ta đặt hàng, thì tôi lưu là 2 đó, thì một sản phẩm lưu trong giỏ hàng tôi sẽ lưu bao nhiêu. Bây giờ ví dụ tôi lần thứ hai tôi add, tôi cũng lấy sản phẩm thứ hai ví dụ như vậy ha, và tôi có giá trị là số 2 và sản phẩm này là sản phẩm số 2 ra. Rồi bây giờ này là có giá trị là 200 và tôi mua và 3 sản phẩm. Rồi bây giờ cái này là những cái thao tác là mình lấy theo từng bước, mình lít vô cái nút bút á, tức là mình làm cái gì là không biết mà mình muốn lấy giá trị á, mà mình đưa vô cái giỏ hàng thì mình phải làm như thế này, lấy giá trị đơn trước ha, rồi xong mình mới add nó vô một cái mảng nào đó. Rồi bây giờ cái mảng của mình khai báo một cái mảng mới nè, một mảng là cạc đi, nó ví dụ như vậy, bằng mình khai báo một cái mảng rỗng đó. Có hai cách khai báo mảng rỗng trong PHP, thứ nhất là ngoặc vuông, thứ hai là array đó ha. Rồi bây giờ mình add từng em vô nè, ví dụ tôi lấy cái cạc này nè đó, và ngoặc vuông như thế này, thì tôi biểu diễn là đây là một cái biến mảng bằng, và tôi đưa cái sản phẩm một vô đó, thì đây là nó add một cái sản phẩm một vô trước, rồi xong tiếp tục nó ép cái biến mảng thứ hai vô. Tôi ép một cái biến mảng thứ nhất vô trước, rồi tôi ép cái biến thứ hai vô cái mảng, thì lúc này cái mảng PHP của tôi nó có hai giá trị rồi đó. Thì nếu mà bình thường á, thì mình sẽ làm từng cái như thế này, rồi xong mình ép lên session luôn, từng cái lên để lên session luôn. Rồi bây giờ mình ép lên session nè đó, hoặc là mình không cần khai báo cái này, rồi mình ép lên session nè, thì session mai cạc, tức là mình lấy cái này nè các bạn. À, mình lấy cái này ha. Rồi, mình bằng thẳng trực tiếp luôn cái mảng mình đang khai báo ở dưới. Được luôn á các bạn. Đó, bằng vậy luôn đó. Vậy là mình đã gắn xong một cái giá trị mảng cho một cái biến session. Ha. Rồi. Sau đó thì sao các bạn? Mình chuyển qua cái trang khác đi ha. Tôi tạo một cái tôi cho một cái thông báo nào đó, H1 đi. Session đã tạo, ví dụ vậy. Session đã tạo. Các bạn đợi 5 giây ha. Rồi, session đã tạo. Rồi, tôi làm gì nữa các bạn? Tôi sẽ cho một cái đường liên kết chuyển qua trang khác. Để chi? Để mình sử dụng cái biến này coi mình hiển thị lên coi nó đúng không? Ha, nó có không ha? Rồi, tôi chuyển qua cái file số 2. Các bạn hình dung không? Rồi, show dữ liệu session. Đó, ví dụ như vậy. Các bạn hình dung không? Và cái này là đương nhiên là mình echo ha các bạn. Mình echo chứ không phải để khơi khơi như vậy. Echo. Đấy. Rồi ok, nghĩa là file thứ nhất mình làm gì các bạn? Mình khởi tạo session, mình gán giá trị cho nó ha. Thì ví dụ như khi mình làm thực tế thì mình bây giờ mình hiểu cái session trước đi. Khi nào làm thực tế làm tới đâu thì mình gán session tới đó. Lấy được giá trị thì gán vô session liền, lấy được giá trị thì gán vô session liền. Còn cái này mình làm demo thì mình đã có một cái biến mảng rồi thì mình mới gán cho nó vô session. Được hết ha. Rồi bây giờ mình qua cái trang thứ hai. Rồi cái file thứ hai tôi cũng đặt tên là 2.php ha. Tại vì ở file thứ nhất đây nè, nó có một cái liên kết là show dữ liệu session, nhưng mà nó liên kết qua file thứ hai. Thì file thứ hai này để mà mình lấy được dữ liệu biến session mai cạc này mình hiển thị lên, thì mình cũng làm y chang như vậy. Mình cũng là session star đó. Qua biến thứ hai nè, mình cũng là y chang như vậy. PHP. Các bạn hình dung không? Rồi, tập trung ha. Rồi khi mình đã là session star rồi thì đương nhiên những cái biến của session mình đều sử dụng được hết. Thì lúc này nè các bạn, mình mới kiểm tra nếu mà nó có tồn tại cái session mai cạc. Đó, các bạn làm cái gì các bạn cũng phải kiểm tra ha. Đó, session mai cạc. Đó, nếu mà nó tồn tại và nó tồn tại thì mình làm sao các bạn? Mình đọc dữ liệu này ra thôi ha. Thì nó là một cái biến mảng nè. Nếu là nó là biến bình thường là chuyện bình thường rồi, mình chỉ cần echo ra là xong. Còn cái này là nó là biến mảng, cho nên mình phải là void ha. Các bạn tập đọc void. Rồi, void thì cái này là cái biến mảng. Đó, mình lấy nguyên cái biến mảng này mình đọc nè. Đó, rồi, mỗi lần đọc là đọc một dòng ra thôi. Đó, thí dụ như tôi ghi chữ cạc. Biến này cái gì cũng được nha các bạn ha.
Rồi, bây giờ sao các bạn? Mỗi một lần nó đọc như thế này nghĩa là nó đọc sản phẩm thứ nhất xong rồi nó đọc sản phẩm thứ hai, for each là vậy á. Rồi, mình mới extract ra. Extract là cái gì? Cái này mình không extract được. Tại vì sao các bạn? Tại vì cái mảng của mình lưu ở cái kiểu là giá trị không thôi, nó không có key, cho nên mình không extract. Khi nào mà cái mảng mình có key thì mình mới extract ha. Còn cái này là mình muốn lấy giá trị này ra thì mình mới truy xuất thế số thứ tự của mảng. Ví dụ vị trí này là vị trí số 0, vị trí này là vị trí số 1, vị trí này là vị trí số 2 và vị trí này là vị trí số 3. Cho nên ở cái đây, ở chỗ này thì mình muốn echo cái phần này ra nè. Đó, thì mình phải truy xuất cái số vị trí thứ tự trong mảng ha. Thì mình echo đây các bạn. Ví dụ như tôi echo cái gì các bạn? Mã sản phẩm, ví dụ vậy ha. Mã sản phẩm có phải là vị trí là cái gì các bạn? Kha nè các bạn. Đó, vị trí là gì? Truy xuất tới mã là ngoặc vuông, vị trí số, số 0 là mã. Đó, đơn giản như vậy. Rồi, tương tự như vậy là tên sản phẩm, số lượng và giá, ví dụ vậy. Nè tên. Ví dụ tên sản phẩm. Cái này là số lượng. Cái này giá trước đi ha. Giá. Mình làm là giá trước. Giá sản phẩm rồi số lượng. À, tương tự như thế thì cái thứ tự này mình sẽ thay đổi nè. Một là tên nè, hai là giá nè và ba là số lượng. Đó, thì mình như thế này là mình đã echo được một cái sản phẩm ra rồi nè. Ha, thì một cái sản phẩm này ra rồi á thì mình cho nó là một trong cái mình BR nè. Ha, BR. BR. Đó, để cho nó xuất hàng, để cho nó sản phẩm thứ hai nữa là ok. Rồi, sau khi mình show ra như thế này xong á thì bây giờ mình chỉ cần là rồi show thử đi, rồi mình chuyển về cái số 1 ha. Rồi mình thông báo gì đi. Đó, dữ liệu đã show, ví dụ như vậy. Copy bên kia qua ha. Session đã show. Đó, ví dụ như vậy, cái này là chuyển qua khởi tạo. Đó. Đó ha, mình chuyển qua số 1 lại. Rồi ok, mình chạy thử ha các bạn ha. Mình chạy thử đây. Localhost nè. Dự án mẫu nè. Số 1.php nè. Đó, session đã tạo nè các bạn. Rồi mình show dữ liệu nè. Đó, show dữ liệu ra đúng nè. Session đã show nè. Trở về khởi tạo lại nè. Đó ha. Rồi ok, các bạn nghỉ giải lao khoảng 5 phút, một lát tôi sẽ hướng dẫn các bạn là tiếp tục phần xóa session như thế nào ha và khởi tạo lại như thế nào. Rồi ok, session về nguyên tắc nó là như thế ha. Các bạn thấy nè, file 1 là mình khởi tạo ha. File 2 nó không liên quan gì tới file 1 hết á, nhưng mà nó vẫn hiểu được cái giá trị này và nó lấy ra, nó show ra thôi. Đó ha, thì các bạn đã hiểu sơ sơ về session và sử dụng mảng trong session ha. Tại vì khi mình làm bình luận, khi mình làm giỏ hàng, nó liên quan hết những cái khái niệm này nè các bạn ha. Rồi ok, mà các bạn nghỉ 5 giây, một chút xíu tôi sẽ đảo lại. Thì các bạn vừa tìm hiểu cái phần và khởi tạo session và cái việc là sử dụng session ha. Thì nếu mà ở đâu mà muốn khởi tạo session hay là sử dụng session thì mình làm cái việc là khai báo session start. Rồi, ngoài ra thì nó có một số cái hàm khác, ví dụ như là để hủy session thì mình sẽ sử dụng hàm nào. Ví dụ như để hủy session nè, thì các bạn có thể sử dụng là remove tất cả các giá trị của session ha. Cái này là remove tất cả các giá trị session, tức là session ship gạch inset, tức là những giá trị nó trở về bằng không hết. Rồi hoặc là destroy the session, tức là hủy luôn cái session đó ha. Rồi các bạn dùng cái nào cũng được, đều là mất giá trị hết ha. Thì ví dụ như là sau khi mình khởi tạo, sau khi mình đã show rồi thì bây giờ mình quay về khởi tạo hoặc là mình tạo thêm một cái file mới ha. File số 3 là file xóa session, ví dụ như hủy session, ví dụ như vậy. Hủy session. Đó ha. Thì khi mà lít vô hủy session nghĩa là mình có thể là mình dùng hai cách này. Cách thứ nhất là nó reset hết tất cả các biến session về giá trị rỗng hoặc là không hết, hoặc là nó xóa luôn. Còn một cái thì nó xóa luôn cái session ha. Thì các bạn sử dụng cái nào cũng được. Thì bây giờ tôi vẫn ở ngay vị trí này và tôi cho thêm một cái file số 3. File số 3 thì tôi sử dụng là hủy session. Thì để hủy được session thì đương nhiên là mình phải có session start luôn ha. Bất kỳ ở đâu muốn sử dụng session thì cứ khai báo cái dòng là session start. Đấy ha, session start. Rồi sau đó mình gọi cái hàm hủy thôi, session destroy hoặc là session inset là được ha.
Session. Session Detroit. Đó. Rồi ok, hủy session. Thì này là đã hủy session rồi. Thì mình thông báo một cái là đã hủy session. Và mình chuyển qua show thử coi, coi nó hiểu không ha. Rồi bây giờ nè, hủy xong ha. Thì mình thông báo là đã hủy. Session đã hủy. Đó. Session đã hủy. Session đã hủy. Xong mình qua cái phần khởi tạo hay là qua phần show thử coi thì nó hiểu không. Nếu mà qua phần show thì này là số 2 ha. Show session. Rồi ok ha. Rồi mình chạy lại cái demo mình đang chạy nãy giờ. Khởi tạo nè ha. Khởi tạo xong nè. Show nè. Show dữ liệu nè. Để đây nó có khởi tạo và hủy nè. Ví dụ như mình hủy ha. Đã hủy thì bây giờ mình bấm vô khởi tạo hay là bấm vô show session. Bấm vô show thì session đã show thì nó không có nè ha. Đó, thì để mình biết là session nó có hay không có thì mình ở cái file số 2 này nè, mình kiểm tra sự tồn tại nè. Ngược lại thì mình thông báo gì? L. Ha, L. L thì mình thông báo là session đã bị hủy. À, nếu mà này thì nó đã show lên rồi thì này là show, cái này là đã hủy, session đã bị hủy. Đó, ví dụ như vậy ha. Rồi ok, demo nhà lại cái nè. À, hủy session nè, khởi tạo session nè, show dữ liệu session nè, đó, hủy nè, đã hủy nè, ha, show session không có nè, đó, khởi tạo nè, show lại nó mới có nè. Đấy, thì các bạn vừa xem xong về session, thì session đơn giản là để các bạn hiểu được, cơ bản thì các bạn hiểu ba cái file này là ok. File đầu tiên là mình làm demo với việc là mình khởi tạo session như thế nào, nghĩa là về thực tế môi trường BigB nó đã có cái biến đó rồi thì sau đó mình mới gán giá trị cho session. Để gán giá trị cho session thì mình sử dụng cái đối tượng là session ha, dollar xếp gạch session và ngoặc vuông và tên biến trên session. Rồi để sử dụng cái session để show ra cũng vậy, mình cũng sử dụng cái đối tượng là session luôn ha. Và mình lấy cái đối tượng đó mình đọc ra, tùy cái biến đó là cái biến thường, biến đơn hay là biến mảng. Nếu là biến mảng thì các bạn phải đọc bằng cái foreach. Rồi cái mảng đó lưu theo dạng gì, nếu mà lưu theo dạng mình đang làm demo như thế này, nó không có cái key thì mình chỉ cần là truy xuất tế mảng ở cái chỉ số vị trí của tham số đó đứng thôi ha. Còn nếu nó có key thì ở đây là mình truy xuất tới cái biến key. À, rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip hướng dẫn về sử dụng session và session là cái gì, để các bạn có cái nền tảng để các bạn bước qua clip tiếp theo là mình sẽ làm về cái comment hoặc là giỏ hàng đều sử dụng session hết ha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo. Xin chào, bye bye.